kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Wallo 1/10, một biến thể lạ mắt với camera Presso. Cái chiếc Honda Wallo 1/10 độ hôm nay là một cái bản nâng cấp hội tụ hai yếu tố nổi bật về cam màu đi cùng với cái dàn độ che hài hòa. Chiếc sơ đồ vừa thể hiện được cái sự cá tính lạ mắt để đem đến cái hiệu năng vận hành tốt hơn rất nhiều khi so với một cái mẫu nguyên bản. Chủ đạo phong cách Presso phải kể đến là cái mâm cam kết hợp cùng với dàn áo trắng cam đen. Nghe qua em ấy hơi nhiều màu sắc nhưng khi khối cùng với nhau không lạ lùng mà thay đó là đẹp đến hài hòa, đem lại cái sự thể thao hơn cho chiếc xe. Chính vì vậy phong cách này được rất nhiều anh em ở dùng nhà Honda phối lại. Chân chân trước ở dùng cho mình đĩa thắng đồ chơi mang kích thước lớn đi cùng với phần heo dọc Rainbow lực lớn hai bên xứng vừa đẹp vừa tạo lực phanh mạnh hơn cho con xe. Chi tiết ở dùng heo được cấu tạo từ lõi thép bên trong để tăng thêm độ bền cho phần chi dầu. Có combo dàn chân này là phải hơn 3 củ. Kế tiếp một phục Hardin mình dầu ra phía trên. Cái dòng phục cái chụp cũ tích hợp hai chế độ tăng chỉnh nằm trên chân phục cho bình dầu để người dùng dễ dàng kiểm soát lực điện hồi theo từng cung đường và tải trọng của con xe. Mình rất thích các độ như thế này, tuy không quá nhiều đồ chơi nhưng những món nào cũng cải thiện được hiệu năng tốt cho xe. Kèm với đó màu sắc của dàn áo và mâm đã làm cho chiếc xe luôn cực kỳ lôi cuốn. Queen X lên cái cụm của Rainbow Costa cùng với một cái bảo vệ tài thắng. Honda Queen X hiện nên là một cái dòng xe còn tài cũng rất hot ở Việt Nam, được anh em chia sẻ cũng rất quan tâm. Tuy ra mắt gục năm nhưng cũng có rất nhiều bản độ ra mắt. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục gửi các bạn một bản độ nhẹ nhàng về cái dòng xe này. Một số chi tiết trên cơ thể con xe đều được thay hết bằng cái chất liệu ốc kỳ nằm, điện phân là cái tông màu xanh tím trên mặt ốc, còn được khắc dòng chữ Roti khá nét. Các chi tiết ốc trên cái chiếc Queen X cũng khá phổ thông nên cái size kiểu cũng có sẵn rất nhiều, anh em cũng dễ tìm mua tại các shop bán đồ chơi. Phần đầu xe cũng được khoét đi một cái góc nhỏ để có thêm không gian bắt cụm thắng Rainbow AX19 cái bản Costa vốn cực kỳ quen thuộc anh em chia xe từ 2 năm nay. Ngoại hình của nó thì vô cùng đẹp, đi cùng hiệu năng ưu việt kết hợp cùng với bình dầu trong suốt, cái nắp CNC phát họa logo Rainbow bằng cái chất liệu carbon khá nổi bật. Bảo vệ tay thắng ở bên ngoài làm bằng cái liệu carbon bơ siêu đẹp, trọng lượng lại nhẹ không làm mất cân đối phần tay thắng. Dẫn dầu hầm hố hơn là mắt hơn, điển hình là cái phần tacon CNC carbon bơ để tháo lắp cũng rất dễ dàng cho các dòng xe kết cụm khác nhau. Ở dùng cái kính gù CNC vừa làm kiển lại đảm bảo được cái độ phản chiếu cho chủ xe dễ dàng quan sát phía sau. Dàn chân sau thì chưa có gì hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng với những dàn ốc kỳ nằm gần như full xe để tạo ra chút điểm nhấn. Đi cùng mình dùng Bunamichi Mini nhỏ gọn kết hợp cùng ống dầu trong suốt để làm ổ chứa dầu phụ cho một quả sau. Xanh trước cũng góp phần cút gọn lại phù hợp với tiêu chí đơn giản từ người chủ. Và cái chiếc Queen X độ hôm nay khá ít tem nên người chủ đã sáng tạo một cái bộ tem mang phong cách Red Bull làm chút điểm nhấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và tiếp nhớ like và subscribe.